là các bạn đi xe 93 đến bến tàu thủy Faraya này, sau đó các bạn xuống mua vé tàu thủy, giá vé chỉ trên 10 bạt thôi, và các bạn đi qua đợi tàu thủy nó đến thì các bạn lên tàu, tàu sẽ chở các bạn qua bên kia bờ sông là đến một cái trung tâm thương mại rất lớn. Đây là vị trí trọng tâm của thành phố, đi đến đây là nhanh nhất. Không có gì là mãi mãi, hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn, tình nặng tình sâu tình vẫn tan, rượu đắng rượu say rượu vẫn cạn, người hứa người thề người vẫn quên. Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết, tuyết rơi tuyết phù tuyết lại tan, hoa nở hoa rơi hoa lại tàn, tình đẹp tình sâu tình ly tan. Người sống người đẹp rồi cũng chết, số giàu số nghèo rồi cũng hết, tiền tài địa vị cũng sẽ tan, cao sang danh vọng cũng sẽ tàn. Phấn son nhan sắc đâu còn mãi, chỉ có chân thành tồn tại với thời gian.